Kim Ji-soo trước khi ra mắt. Kim Ji-soo sinh năm 1993 tại Seoul, cùng độ tuổi với nhiều gương mặt nổi tiếng như Taemin, thần tượng ba thế hệ của làng nhạc K-pop lẫn Song Min-ho, thành viên của nhóm nhạc Nam Winner cùng Suga, rapper kim nhạc sĩ trực thuộc BTS và EOG, mảnh ghép không thể thiếu của UPINK. Nam diễn viên có tên vốn trùng với tên của một thành viên nhóm Blackpink, nên người hâm mộ dễ nhầm lẫn khi tìm kiếm thông tin về hai nghệ sĩ vừa có tài vừa có sắc này. Điểm chung lớn nhất của các vai diễn từ trước đến giờ, Jisoo thể hiện đó là sự si tình. Thực vậy, Jisoo luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng một chàng trai thầm yêu đơn phương nữ chính. Song, chính nhờ sự ngược đãi đáng yêu này mà những phim có anh tham gia đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Jisoo từng là một vận động viên judo trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Bất hạnh thay, những chấn thương trong quá trình tranh giải đã khiến anh không thể thi đấu được nữa mà phải từ bỏ judo. Không vì thế mà nản lòng, Kim Jisoo đã sớm có cho bản thân động lực mới khi mong muốn trở thành một diễn viên. Tại Seoul, anh chàng chọn chuyên ngành điện ảnh của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Kỹ thuật số để làm bệ phóng cho sự nghiệp của mình. Anh cũng rất nỗ lực khi tham gia nhiều phim ngắn như Beastie Boys and Point Pant. Tuy nhiên, những bộ phim ấy chỉ là những tác phẩm có quy mô nhỏ, không được đầu tư kỹ lưỡng, lớn quảng bá rộng rãi, nên còn thiếu tiềm lực để thu hút được sự chú ý của phần đông khán giả. Do đó, chúng chỉ có thể được coi là cơ hội để Kim Jisoo trau dồi khả năng diễn xuất. May mắn thay, công ty giải trí JYP đã nhìn thấy tiềm lực của nam diễn viên qua các bộ phim ngắn này, và đến năm 2012, Kim Jisoo đã chính thức trở thành thực tập sinh của công ty dưới vai trò diễn viên. Sự nghiệp có phần lận đận của nam diễn viên Kim Jisoo. Tuy đã có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng vì là người mới chưa có tên tuổi, nên anh chỉ nhận được các vai khách mời, mời nhạc và ít đất diễn. Mãi đến khi tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Cưới Người Xinh Tươi, To The Beautiful You, nam diễn viên mới có cơ hội để lại được ấn tượng trong lòng người hâm mộ, dù chỉ xuất hiện trong một vài phần cảnh ngắn. Tuy chỉ làm nền cho hai diễn viên chính là Shirley, nữ thần tượng quá cố, và Choi Min-ho, thành viên nhóm Shinee, nhưng Kim Jisoo cũng trở nên nổi bật hơn hẳn so với dàn diễn viên quần chúng nhờ vẻ điển trai. Ngoại hình này cũng mang đến cho Kim Jisoo vai diễn Han Song-ji, một nhân vật quần chúng trong phim gia đình rắc rối Shutter Family. Nhưng lần này, diễn xuất của anh bị đánh giá là nhạt nhòa, không để lại được dấu ấn trong lòng người xem. Việc phải làm nền cho nhiều nhân sắc tên tuổi như Park Seo-yeon hay Choi Woo-sik, nam diễn viên trẻ đã xuất hiện trong nhiều bộ phim bom tấn như Chuyến tàu sinh tử, Transubution, Ký sinh trùng và Thanh xuân vật vả, trong điều kiện thời lượng lên sóng bị hạn chế, đã khiến nam diễn viên chìm đi phần nào. Sau thời điểm này, Kim Jisoo vinh dự được góp mặt vào Han Gong-ju. Bộ phim gây được tiếng vang lớn nhưng bản thân nam diễn viên lại rơi vào cảnh tương tự như trong gia đình rắc rối Shutter Family, nên nhân vật của anh nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, Kim Jisoo không hề nản lòng mà vẫn tiếp tục cố gắng. Cuối cùng anh đã giành lại được sự chú ý từ công chúng qua nhân vật người yêu cũ của nữ chính Go Dong-hee cho Jisoo thủ vai trong Tần số tình yêu 37 độ 2, Love Frequency 37 độ 2. Anh đã khắc họa thành công mẫu hình bạn trai mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn tránh. Một người con trai tuy sở hữu nhan sắc hút hồn nhưng cũng là một thợ đào mỏ chuyên nghiệp với khả năng đục khoét túi tiền của nữ kiều một cách thật khéo léo. Thành công đầu tiên trên màn ảnh của Kim Jisoo. Hoàn thành tốt nhiều vai diễn nhỏ nên nam diễn viên đã tạo ấn tượng được với Choi Byung-kyu vì đạo diễn sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh lừng danh như Phía Đông Vườn Địa Đàng, Thân Tượng Mất Tích, Mission Này và Half Man. Nhờ vậy mà nam diễn viên đã được hóa thân thành Go Bok-dong. Nam sinh ngổ ngáo trong bộ phim truyền hình đình đám Khi Mẹ Ra Tay, A Dream Home của ông. Tuy là vai phụ, nhưng lần này Kim Jisoo đã có nhiều đất diễn hơn so với các tác phẩm trước. Có điều, cơ hội này cũng là thử thách vì vai diễn này sở hữu nội tâm không đồng nhất. Kim Jisoo phải thể hiện một cô bất đồng có vẻ ngoài cá biệt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một thiếu niên mang trong mình nhiều bất an. Qua mỗi tập phim, Kim Jisoo lại đưa người xem chạm đến nhiều tầng cảm xúc của nhân vật. Từ đó, khắc họa rõ nét hình ảnh một đứa trẻ vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều được Kim Jisoo sử dụng vô cùng chuẩn xác trong mỗi phân cảnh. Do vậy, anh đã chinh phục được khán giả bằng những cảm xúc vô cùng chân thực, sống động và tinh tế. Sự linh hoạt trong diễn xuất cũng giúp anh quyến rũ người xem khi cảnh trước vừa là một cậu học sinh cá biệt đầy hung hãn, thì giây sau đó đã trở nên ngây thơ, ngọt ngào với nữ chính Ju Kang-ja, Kim Hee-sun thủ vai. Bước sang năm 2016, có thể nói đây là một trong những năm bận rộn nhất của Kim Jisoo khi anh liên tục góp mặt vào nhiều siêu phẩm đình đám như Người Tình Ánh Trăng, Bộ Bộ Kinh Tâm, Lệ, Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok-jo, Chuyện Tình Bác Sĩ, The Doctors. Các vai diễn của Kim Jisoo trong những bộ phim trên đều là vai nam thứ và nhân vật nào cũng rơi vào cảnh yêu đơn phương. Điều này đã khiến nhiều khán giả nữ tiếc nuối và biệt danh Nam Phụ Quốc Dân cũng được công chúng đặt cho anh từ đó. Nhân vật Kim Soo-jeon của Kim Jisoo trong bộ phim ăn khách Chuyện Tình Bác Sĩ, The Doctors, không những sở hữu tạo hình phong trần, gợi cảm, mà còn có phương thức thể hiện tình cảm rất đặc biệt với nữ chính, Park Shin-hye thủ vai, nên đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả.
Song song với khoảng thời gian này, nam diễn viên cùng người bạn thân là Nam Joo Hyuk tham gia cô nàng cử tạ Kim Bok Joo. Cả hai đều vì kịch bản mà cùng thích Kim Bok Joo. Lee Seung Kyu thủ vai, nhưng cuối cùng thì cậu bạn thân của Kim Si Joo đã có được nữ chính. Hình ảnh một cậu bạn vừa điển trai ngọt ngào lại tốt bụng luôn giúp đời nữ chính trong cô nàng cử tạ Kim Bok Joo của Kim Ji Soo đã được nhiều khán giả yêu mến. Một số người còn mong muốn nhà sản xuất tạo ngoại lệ để nam phụ có thể một lần hạnh phúc đến bên người mình thương. Không chỉ đóng những phim tình cảm, mà Kim Ji Soo còn thử thách bản thân với người tình ảnh trăng Bobo Kim Tâm Lệ, Moon Lovers, Kailash Hot Trio. Đây là vai diễn đầu tiên của anh trong một bộ phim cổ trang. Trong phim, tạo hình của một thập tứ hoàng tử ngày thường luôn nghịch ngợm, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, nhưng sở hữu một đôi mắt đường buồn cùng mối tình đơn phương suốt đời không được hồi đáp đã để lại nhiều nốt trong lòng khán giả. Bộ phim đã đem đến cho nam diễn viên cơ hội hợp tác với nhiều gương mặt tên tuổi như IU, nữ hoàng nhạc số của xứ sở Kim Chi cùng Lee Jong-gi, nam thần đa tài của Hàn Quốc và Kang Ha-neun. Nam diễn viên trẻ thực lực đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Người thừa kế và Đôi mắt thiên thần. Hơn nữa, người tình ánh trăng Bobo Kim Tâm Lệ, Moon Lovers Scarlet Her Trail không chỉ giúp nâng tầm tên tuổi của nam diễn viên trước cộng đồng người hâm mộ quốc tế mà còn đem lại cho anh danh hiệu ngôi sao mới nổi của Mass Movie Awards. Hành trình xóa bỏ danh hiệu nam phụ quốc dân. Vào năm 2017, nam diễn viên đã hóa thân thành In Guk Doo, anh chàng cảnh sát chính trực trong cô nàng mạnh mẽ Doo Bong Soon. Khác với những vai diễn trước, lần này anh đã trở nên chủ động và trực tiếp tấn công nữ chính Park Bo Young thủ vai, nhưng lại để vụt mất vào tay nam chính Park Hyo Suk thủ vai. Tuy không có được nữ chính, nhưng Kim Ji Soo cũng cho thấy một khía cạnh khác của bản thân. Những phân cảnh của anh trong cô nàng mạnh mẽ Doo Bong Soon đã đem đến nhiều mảng miếng hài cho khán giả. Bên cạnh đó, do sở hữu khả năng biến hóa linh hoạt trong diễn xuất nên anh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kim Sang-woo, người được biết đến với nhiều tác phẩm truyền hình đã được yêu thích như Khi đàn ông yêu, When the Man Love, Cám dỗ tội lỗi, A Man and a Woman. Nhờ đó mà trong năm 2018, anh có được vai chính đầu tiên sau một gần thập kỷ theo đuổi nghề diễn qua bộ phim điện ảnh Quả bóng bàn, Ping Pong Pong. Một bộ phận khán giả cho rằng Quả bóng bàn có tính triết lý cao nhưng chưa đủ chiều sâu nên bộ phim không thể đạt đến cao trào của mạch cảm xúc. Ngoài ra, diễn xuất của Kim Ji-won cũng được nhận xét là không có gì nổi trội, thậm chí có phần nào nhạt nhòa so với những vai phụ trước. Không để cho khán giả thất vọng lâu, vai diễn Untel của Kim Ji-soo trong Rung động đầu đời My First Love 2 đã xoa dịu người hâm mộ bằng hình ảnh một người con trai suốt gần 20 năm luôn ở phía sau quan tâm và chăm sóc người mình yêu một cách vô điều kiện. Đầu năm 2020, nam diễn viên tiếp tục hợp tác với Ong Kyung-hoon trong Khi em đẹp nhất, I Was Most Beautiful. Vì đạo diễn này đã nổi tiếng từ trước đó với nhiều bộ phim truyền hình như Trộm tốt trộm xấu, Bad Teeth Good Teeth, Người mẹ, Mom và Ngôi nhà vui vẻ Home Sweet Home. Trong tác phẩm lần này, hình tượng nhân vật mà Kim Ji-soo thủ vai đã trở nên chững chạc hơn và khoác hạ sâu sắc hình ảnh một người đàn ông suy tình. Bất hạnh thay, anh ta lại rơi vào một tình huống đầy éo le khi phải lòng chính chị dâu, Im Soo Hyun thủ vai. Tương đồng với những vai diễn trước, ánh mắt đượm buồn của nam diễn viên đã lột tả hoàn hảo những suy nghĩ dày vò, sự đau khổ trong tâm lý nhân vật và thành công chuyển tải các cảm xúc đó đến người xem. Tháng 10 cùng năm, Kim Ji-soo đã chính thức gia nhập công ty quản lý mới KS, ngôi nhà của nhiều tên tuổi lớn như Soo Ji-hoon, chàng tắc kè hoa của nền điện ảnh Hàn cùng Kim Seo-hyun, nữ diễn viên thực lực đã được nhận đề cử Park Sang. Cuối năm 2020, màn hóa thân hoàn hảo của nam diễn viên trong bộ phim điện ảnh Our Joyful Summer Days đã đem về cho anh danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Busan International Film Festival. Giờ khẳng định được thực lực qua từng vai diễn, Kim Ji-soo được hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tác phẩm sáng giá hơn trong tương lai, cũng như đặt dấu chấm hết cho danh hiệu nam phụ quốc dân đã theo đuổi anh trong suốt một thập kỷ dài dằng dẳng.